Rồi hello, em chào anh em nha. Chiều mát mẻ nha anh em. Rồi video này em lên với anh em vài món nha. Anh em cần phụ tùng thì hú em nha. Không có mất thời gian của anh em nữa, em vào chi tiết luôn nha. Đầu tiên em lên với anh em một cây sườn. Sườn quay thái 2-3 em đã vệ sinh sạch sẽ, em đánh bóng cho anh em luôn rồi. Vậy anh em có xài xe bị mục sườn đó thì anh em xài. Cái sườn này quay thái 2-2 anh em, nó đóng đát, đây là đóng đát 2-2 nè. Đóng đát 2-2 nè, hai bên nè. Dạng như nó dâu thời cuối 2-2 đầu 2-3. Cái sườn này anh em nhìn không biết, anh em tưởng sơn lại nha. Mà mình đã vệ sinh sạch sẽ mà nó đánh bóng cho anh em rồi, anh em về chỉ việc xài thôi. Thì em nói với anh em, nước sơn của cây sườn này nó chỉ có cái là nó bị cọ cái cạc te vào cái chỗ mang cá thôi, với cạc te nó cọ với sườn thôi, chỗ này thôi. Còn ngoài ra là cái này vòng quay 100 nha anh em, quay 100 nha, nó không có bắt trâu lòng. Bên đây nó làm chỗ này nó không có làm cái vòng tròn này luôn, làm vòng tròn này là bắt trâu lòng luôn. Thì anh em về gắn 110 anh em có bắt trâu lòng, nó vẫn có cái chỗ để treo xá xị nha anh em. Quay 100 thái 2-3. Em nói với anh em, cây sườn này nói thẳng ra là như cây sườn sơn lại, nó chỉ có cọ cái chỗ này thôi, nó cọ ngay cạc te thì mình phải chịu rồi. Kể cả trong này nước sơn vẫn là nước sơn zin nha, em bao anh em là nước sơn zin 100% nha. Anh em phát hiện sơn lại em tặng anh em luôn, cây sườn này em bán 2 triệu. Nói chung là em đánh bóng cho anh em là bóng ngáo luôn rồi, anh em về chỉ việc xài thôi. Em đã vệ sinh sạch sẽ, em đánh bóng hết trơn rồi. Này anh em để trưng bày chơi cũng đẹp, cũng đẹp. Trưng bày chơi cũng đẹp. Bát treo IC giống 110 luôn nha anh em. Tem sườn, dư tem quay thái 2-1, 2-2 luôn nha, tem xanh nha, tem zin nha. Còn cà nông đó thì anh em đừng có chơi chỗ nào. Mình nói anh em mới còn nước sơn đen, anh em biết cỡ nào. Ở cái thanh dưới này còn đen mung. Nó không có gì để bàn cãi đâu. Như cây kiếm luôn nha anh em. Sơn rin đó nha anh em, em bao anh em là nước sơn rin nha, không có dặm. Cái chỗ bắt bát mobile này là đúng vị trí như quay thái 110 luôn nha anh em. Tại cục mobile của nó em có bán, anh em có thấy đó, là cái bát mobile này là cái bát dây mobile ngắn y chang như quay thái 110 luôn, không khác cái gì. Nói chung anh em muốn gắn quay 110, anh em hàng thêm một cái bát treo lỏng đây nè. Cái này nó giống như bát treo lỏng của 110 mà nó không có vòng cung để mình xỏ cục cao su vô. Thì chỗ này á, mình hàng thêm cái vòng cung này, với bên đây mình hàng thêm cái bát nó lụm. Đó, treo ống trái lọc xăng là như quay 112.000 luôn. Mình nói với anh em, cái sơn zin của nó là không có gì để bàn, từ đầu tới đích sơn zin nó đẹp căng như giấy đàn luôn. Từ trong hốc trong kẹt luôn nha anh em. Không có điểm nào mà chê được. Đó. Em bán anh em cây sườn này giá là 2 triệu. Đó, anh em có xài thì liên hệ em, quay thái 100 2-3. Trong hốc trong kẹt luôn anh em. Đẹp không tì vết. Đó. Râu như 110 luôn nha anh em. Không có tì vết nào anh em. Cái sườn này em bán giá là 2 triệu nha. Anh em có xài ủng hộ em. Rồi, tiếp theo nha anh em, cây sườn đã xong ha. Cây sườn mỗi giá 2 triệu. Rồi, ở đây em có cặp bánh. Cặp bánh quay thái 110, làm gì kem? Chỗ quay clip mà con làm gì, ngồi cái bên gì ạ? Bán đồ. Bán đồ gì? Bán đồ chi kem đá. Cái gì? Cảm ơn tắm rồi đi vô nhà đi, dơ em mà dầu nhớt không à. Ờ đi vô đi, đi vô đi, đi cái dầu nhớt không à, chỗ ba làm đi đi, ba nói dơ tắm rồi đi vô nhà đi. Vì ngồi chơi game đây, ba quay clip nè, đừng có quậy ba nha. Rồi em tiếp theo nha anh em, cặp bánh quay thái 110. Cặp bánh này là em ghép từ hai cái bánh khác nhau. Cặp bánh này thì em bán cho anh em giá là niền sau này là niền 99 luôn nè. Nó niền si đẹp ghê á, mà nó lủng tiết ghê. Siam Gucci 17x1.4.4 FBW, niền theo xe 99 luôn nè, mà nó lủng má đùm 99 luôn nè. Nhưng mà nước sơn nó nổ rồi, mày về sơn lại á,
tầm sao 99 luôn, đúng 99 luôn mà nó nổ sơn hủ quá. Nổ sơn anh em ơi. Nổ sơn má đùm sao à. Thôi cặp bánh này em bán anh em giá là 1,5 triệu đi. 1,5 triệu tại vì nó được cái niền trước Vinh theo xe đời 2000 không một lũng. Đó. Đó. Đúng đùm quay 110. Tăng bua không lỗi nha, tăng bua dày đẹp nha. Không bị sọc nha, tăng bua đùm này dày lắm, còn đẹp lắm. Không có lỏng lưng gì hết á. Đùm sau 99. Còn cái niền này một anh em ơi, niền này một. Một ngay đây. Này ngục nghe anh em. Đó. Còn cái đùm trước này má đùm sơn zin đẹp nè, này chưa rửa nè, rửa ra đẹp nha. Má đùm sơn zin đẹp này nha. Má đùm này sơn zin đẹp nha anh em, rửa ra đẹp nha. Dơ đất bùn sình thôi. Ha. Má đùm sơn zin ngon nha anh em. Rồi. Cái đùm cũng ngon luôn, đùm trước sơn zin cũng khá là ok. Nói chung là vô xe cũ được, có trầy xước theo năm tháng, niền niền 2000 zin theo xe nha. Xiang Guoxi 17:1.2.4 DQS, đúng zin theo xe không một lũng nha nè, không một lũng nha. Cái dạng như nó em bỏ nó đóng bụi giống nhớt nó dơ thôi chứ nó không có gì, không một lũng nha nè, không gom xi luôn á. Đó, bao anh em là không có một lũng gì nha. Thì bây giờ cặp bánh trước sau này nè, nó được cái niền niền trước là không một lũng. Nó được cái đùm trước là 2000, đùm sau là đùm 99. Thì bây giờ em báo giá cho anh em luôn đi. Nếu anh em lấy cặp bánh này thì 1,5 triệu. Đó. Cặp bánh này thì 1,5 triệu. Vỏ sau về xài luôn. Gây gió còn mới chát luôn. Vỏ sau này vỏ xịn không? Vỏ CRV gì rồi? Vỏ CRV giờ em không biết vỏ CRV là vỏ gì, nhưng mà gai lại trang như gai Inu đó, còn ngon. Niền sau lũng căm xấu, được cái đùm sau thì cái này có 700 với cái đùm trước này nó đẹp thì 500, nó 1,2 triệu. Cái niền này 300 đi, đường zin theo xe không một lũng, bán rẻ thôi 1,5 triệu rồi. Trước sau 1,5 triệu, nhanh lẹ thôi, có lăn tăng hoài mệt quá. Đĩa quay thái 110 luôn, miếng đĩa luôn, đại 2000 về sân lại phôi đẹp, không có bị mất thịt nè. Đụng đĩa quay thái 110 đại 2000 phôi đẹp, về sân lại nha, đúng mã quay thái nha, THM nè, đúng 2000 nè đó, TCT KC6 lụm rồi, sân riêng chưa qua dặm tút gì hết, nhưng mà xấu về sân lại phôi đẹp rồi, luôn miếng đĩa luôn 600, đĩa zin theo xe luôn nè, 600 hai món. Cặp ghét chân dài quay thái 110, ghét chân dài quay thái 110. Cây bên này là cây bên cắt te nè, ở dạng là trung bình thôi chứ không có cọp beo gì nha, dạng trung bình thôi. Rồi, cặp ghét chân dài đầy đủ ốc tán thun con bách sắt, ốc tán thun con bách sắt đầy đủ ha, thun sao không có nha, thun sao không có nha, có sao bán vậy ha. Rồi, cặp này cũng vẫn khá đó. Cặp này anh em nào lấy thì em giao anh em 800.000. Bách sắt thun con đầy đủ nha. Nhưng mà không có thun gác chân nha. 800. Cặp bánh quay thái 204. Thắng đĩa. Bánh này đẹp nha. Cặp bánh này có luôn cốc km zin theo xe luôn nè. Cốc km 204 zin theo xe luôn nè. Dây km zin luôn nha. Dây km zin còn mở bò đỏ luôn. Đó, mới tháo lần đầu, cốc km zin theo xe. Nhưng mà cái má đùm của nó em không biết em bỏ lạc cái đâu mất tiêu rồi. Tha mà tha nhớt cái chân. Má cặp bánh này miếng đĩa nó còn như mới luôn á anh em, miếng đĩa zin theo xe nó còn như mới luôn á. Miếng đĩa chưa miếng mòn luôn á.
mấy con ốc Nam, cái con tán bắt miếng đĩa là còn mực chấm xanh đầu hết trơn. Em đang thoa nhớt nè, cái này anh em nào mua về thì rửa lại nha, cái dạng như thoa nhớt cho nó, em cho nó ba cái dơ nó nở ra ha, mình về mình để dễ rửa. Cái đùm là em bao anh em là cái nước sơn nó như toàn luôn á, cái đùm á còn căm là bao đẹp cho anh em mình đó, đùm với miếng đĩa là như mới luôn á. Xe này ô tô thấp nha, niền trùng ba mã trước sau. Thôi bây giờ như vậy đi, bán thì nói cho nó rõ ràng luôn. Cái cặp bánh này thì nó không có cái má đùm sau đi, rồi em lấy một cái má đùm hàng Thái mới em thế vô cho anh em, bạc nó y chang à, quay Thái 2.4, em lấy cái má đùm sau hàng Thái mới thế cho anh em, lát em lấy cho anh em coi luôn. Con cóc km luôn, bán anh em 4.5 triệu. Miếng đĩa là như tồn luôn á nha anh em, miếng rưỡi theo xe đó nha. Nè, cái lòng đen thùi nè nha. Niền trùng ba mã không có một lũng, niền phi mờ là không bao giờ nó lũng. Đây, Siam Goshi 17x1.2.4 HUW. Cho anh em coi mã liền sau nè. Siam Goshi 17x1.4.4 HUW trùng ba mã nha. Đây, đó, cái đùm trước đùm sau là bao anh em là như tồn. Đó, bao anh em luôn, đùm trước đùm sau là như tồn. Em thoa ba cái nhớt cũ lên đó anh em, để nhiều khi em để nước mưa nước gì nó có giọt á, ở đằng trước nè nó không có bị xét đồ đó. Em bao anh em đùm trước đùm sau là như tồn luôn, để em đưa cái má mới cho anh em là hợp lý, tại cái đùm này nó mới dữ lắm nè. Cái lọng trong là nó như mới luôn, tăng bua chưa biết miếng sọc là gì nữa nha. Mặt đạn đồ zin theo xe, cỡ này anh em khỏi có chê cái chuyện lỏng lưng lỏng léo nha, vỏ rim 125 về xài luôn nha. Rồi em sẽ cho anh em một cái má Thái mới. Cặp bánh quay Thái 2.4 này, anh em nào dọn thắng đĩa là liên hệ em. Đùm trước đùm sau là sân zin như tồn nha. Để em cho anh em thêm một cái má đùm sau hàng Thái mới vô. 4.5 triệu. Đâu rồi? Nè. Má đùm sau quay Thái 110 hàng Thái mới. Rồi lụm 4.5 triệu. Tại vì má đùm sau quay Thái 110 hàng Thái mới với 2.4 nó cũng giống hệt nhau à, không khác gì chứ. Cầm bao đẹp, y chang nhau à. Má đùm quay Thái 110 hàng Thái mới chính hãng ra Thái Lan. Anh em vô là lụm, bao anh em luôn trùng màu nha. Bạc là như tồn nha, em bao anh em là bạc là như tồn. Cầm rửa ra là bao vàng cháy. Cặp bánh này luôn có cốc km đầy đủ nè, đưa vô là ăn thích liền nè. Mấy cái phe này là như mới hết nè, thấy không, đưa vô lụm. Rồi cặp bánh này anh em nào chốt 4.5 triệu, bán giá rẻ luôn. Tay dây heo quay Thái 110 đời 99 sơn xấu. Nói chung là tay dây heo này bán cho anh em giá chỉ có 800.000 thôi, vì anh em sơn lại cái tay trên này em thấy còn cũng yếu, ben còn yếu, bỏ đi. Ở trên là đời 99, dây dầu này thì nó có tét cao su, nó có tét cao su mà vô phạm vô thịt, có phạm vô thịt nè, nè có phạm vô thịt nè. Bát này thì còn nòng súng nha, bát kẹp dây dầu còn nòng súng. Cái này anh em xài xe tầm trung mà, còn con heo này con heo 99 người ta có sơn lại nè, anh em về sơn lại đi, sơn này dạng như sơn xịt á, là đúng heo 99 nè anh em. Đúng heo 99 theo xe nè. Đúng heo 99 theo xe. Rồi à, em tính tiền con heo thôi. Tay dây heo này bán anh em giá là 700.000, tính tiền con heo thôi. Còn nhiêu đưa cho anh em hết, tính tiền heo chưa tính cái bát này nữa. Đó, 700.000, đưa hết cho anh em về sơn lại chung với cái đầm này luôn nè. Rồi dây lóc cọp, dên lóc 110 với cái đầu bò này cọp nha, bao em. Dên lóc thì 2.8 triệu, đầu bò thì 2 triệu. Dên lóc 2.000, cuối 99 đầu 2.000 giao thời. Trả xe cọp nha. Anh em đầu chốt combo này giá là dên lóc là thì 2.8 triệu, đầu bò thì 2 triệu nha, bao đỉnh nha. Bao lên xe mỗi thể loại. Cái này bữa em có quay rồi, anh em cần liên hệ lại những cái dên thì đủ hiểu ha. 2.8 triệu, bao đủ thứ. Còn đầu bò này là 2 triệu nè. Bao em nha, đầu bò này em đã có ráp xe thử rồi. Đầu bò rin mới rã lần đầu. Đó, bữa em có thử để em thử máy cho khách. Giờ chưa vệ sinh gì cả. Bữa em có vệ sinh chảo để em thử máy cho khách nha anh em. Xúc bắp rin FM 6 ha.
bao anh em là kính hơi nha. Đó, ron là ron rin hết, chưa có gỡ tháo gì trơn á. Bao anh em lên xe nha. Này bán 2 triệu nha anh em. Còn anh em mua cam cò lẻ, bao anh em cam cò đẹp là 1 triệu nha, vỏ đầu là 1 triệu mấy nha. Đó, anh em cần hú em, rồi chào anh em nha.